Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin cót két cửa nhà tù mở toang, màu áo Juventus đã đặt sẵn cho Nguyễn Thành Long. Như tờ Thời báo.de đã đưa tin, coi thường ông Nguyễn Phú Trọng là không có cái kết tốt đẹp chứ đừng nói gì là lừa ông Trọng vào bẫy cả. Đinh La Thăng đã phải khóc lóc xin giảm án trước tòa vì chót lỡ dại dập toa cùng Nguyễn Tuấn Dũng mà coi thường ông Tổng. Giờ Nguyễn Thành Phong lại dẫm ngay lên vết xe đổ của Đinh La Thăng để lại và có phần lại nghiêm trọng hơn. Đinh La Thăng cũng từng bị đẩy về Ban Kinh tế Trung ương trước khi thu gom vài nhu yếu phẩm vào thẳng nhà tù với bộ y phục Juventus nổi tiếng. Với Nguyễn Thành Phong thì cũng đi con đường y hệt như vậy, ít nhất cho đến bây giờ. Cũng bị đẩy vào Ban Kinh tế Trung ương ngồi chơi mấy tháng để đợi ngày nhận kỷ luật. Các bước đều rất giống nhau, vì thế màu áo Juventus cũng đang đợi Nguyễn Thành Phong là ai cũng có thể nhìn thấy. Đây là hình ảnh ông Nguyễn Thành Phong. Chiều ngày 22 tháng 6, thông tin từ Hà Nội cho biết đề nghị của Bộ Chính trị kỷ luật nguyên Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thành Phong. Cùng lúc đó, các báo đài trong nước đã đồng loạt đưa tin về vụ việc này. Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã đề nghị Bộ Chính trị xem xét thi hành kỷ luật ông Nguyễn Thành Phong, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Kinh tế Trung ương, nguyên Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh. Tại kỳ họp thứ 16 diễn ra từ ngày 20 đến 22 tháng 6 năm 2022, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã xem xét kết quả kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với Ban Cán sự Đảng của Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2016-2021. Theo kết luận của Ủy ban Kiểm tra Trung ương thì Ban Cán sự Đảng của Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đã vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, quy chế làm việc và thiếu trách nhiệm buông lỏng lãnh đạo, chỉ đạo để Ủy ban Nhân dân thành phố và nhiều tổ chức cá nhân vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của nhà nước trong quản lý tài sản nhà nước xảy ra nhiều vụ án, vụ việc trên địa bàn. Nhiều tổ chức đảng, đảng viên bị xử lý kỷ luật. Nhiều cán bộ, đảng viên, trong đó có cả lãnh đạo chủ chốt của Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh và các cơ sở, ngành bị xử lý hình sự. Đây là hình ảnh, thông tin về Nguyễn Thành Phong sắp bị đưa lên thớt. Những hành vi của Nguyễn Thành Phong được Ủy ban này kết luận là đã gây hậu quả nghiêm trọng, khó khắc phục, làm thất thoát lớn tài sản, ngân sách của nhà nước, gây bức xúc trong xã hội, ảnh hưởng xấu đến uy tín của cấp ủy và chính quyền địa phương. Ủy ban kiểm tra đã họp và quyết định thi hành kỷ luật, cảnh cáo với Ban Thường vụ Đảng ủy Sở Xây dựng và Ban Thường vụ Đảng ủy Văn phòng Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2015-2020. Khiển trách ông Võ Văn Hoan, thành ủy viên Ủy ban Ban Cán sự Đảng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố, nguyên Bí thư Đảng ủy, nguyên Chánh Văn phòng Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh. Sau khi Ủy ban Kiểm tra Trung ương làm việc xong là đề nghị Bộ Chính trị thi hành kỷ luật Ban Cán sự Đảng Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2016-2021 và ông Nguyễn Thành Phong, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Kinh tế Trung ương, nguyên Phó Bí thư Thành ủy, nguyên Bí thư Ban Cán sự Đảng, nguyên Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh. Xem xét về mặt kỷ luật tập thể, nhưng người mà xã hội quan tâm là người đã từng có quyền lực cao thứ nhì ở thành phố, từng có triển vọng vào Bộ Chính trị, đó là ông Nguyễn Thành Phong. Đây là hình ảnh ông Chu Ngọc Anh và Nguyễn Thanh Long sắp có bạn ở trong tù. Ủy ban Kiểm tra Trung ương làm theo chỉ đạo của Bộ Chính trị, nên việc đề nghị mức kỷ luật từ Ủy ban Kiểm tra Trung ương cũng là ý kiến của Bộ Chính trị. Vậy nên, một khi ủy ban này đề xuất mức kỷ luật nào thì Bộ Chính trị sẽ kỷ luật theo hình thức ấy. Như vậy là cửa nhà tù đang mở toang đợi ông Nguyễn Thành Phong mặc màu áo Juventus rúm gió bước vào. Những quan tham ở chế độ này thì nhiều vô kể, khi bị bắt khá nhiều nhưng có vẻ chẳng ai sợ cả. Đồng tiền đối với họ là tất cả. Họ luôn tìm cách chiếm đoạt dù cho hậu quả có như thế nào cũng không quan trọng. Chế độ này quả là thối nát. Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin
cao tay, ông Nguyễn Xuân Phúc xuất chiêu che đậy cho vợ. Giữa lúc rộ lên tin đồn vợ ông Nguyễn Xuân Phúc, bà Trần Thị Nguyệt Thu có dính đến vụ Việt Á. Vụ này là vụ án vô cùng nghiêm trọng vì không biết phía Nguyễn Phú Trọng sẽ phanh phui tới đâu. Việc bắt giam Nguyễn Thành Long và Chu Ngọc Anh được xem là xử lý những người liên quan ở cấp quá cao rồi. Nếu làm tới nữa thì chỉ có thể tấn công vào tứ trụ. Điều mà làm cho những người trong cuộc lo lắng nhất là áp lực từ dư luận. Cứ phanh phui ông A thì lại lòi ông B, và cứ như thế kéo ông này vào lò thì ông khác cũng tiến sát tới lò. Dư luận xã hội vẫn khẳng định Nguyễn Thành Long và Chu Ngọc Anh chưa phải là chùm cuối. Đây cũng có thể là đúng, bởi móc nối được các cơ sở bên Trung Quốc sản xuất rồi dán mác của Việt Á hoàn chỉnh thì phải có thế lực rất lớn để chuẩn bị. Và phải có sân sau mới lo được mọi thứ, chứ bản thân những ông quan lớn không thể kham nổi. Đây là hình ảnh ông Nguyễn Xuân Phúc. Nhiều người cũng thừa nhận sau Nguyễn Tấn Dũng thì chỉ có Nguyễn Xuân Phúc là để cho người nhà sử dụng uy tín bản thân để làm ăn kinh tế mạnh mẽ nhất. Từ vợ đến con ai cũng có lợi cả. Vì thế người ta nghi ngờ bà Trần Thị Nguyệt Thu đã dính vào vụ Việt Á không phải là không có lý do. Và lại một số cá nhân có tiếng trên mạng xã hội truyền lấy tin hậu trường sân sau của chính trị Việt Nam cũng khẳng định như vậy. Với lại tin tức tuyệt mật ảnh hưởng tới sự nghiệp chính trị của quan chức thì không đời nào báo chí nhà nước dám hở răng đăng một dòng chữ nào. Nên người dân hoàn toàn không biết gì. Sự nghiệp chính trị của Nguyễn Xuân Phúc đã đến lúc suy giảm. Từ ghế thủ tướng chuyển sang ghế chủ tịch nước được xem là đi xuống. Đi xuống về mặt quyền lực. Lẽ ra ông Nguyễn Xuân Phúc không nên để vợ con lợi dụng danh tiếng để còn bảo vệ những gì mà ông đang có. Tuy nhiên sự việc đã lỡ và vỡ lở, chỉ có che đậy chứ không thể xóa được dấu vết. Lên hình ảnh ông Nguyễn Xuân Phúc lại nói về y tế. Vào ngày 21 tháng 6, ông Nguyễn Xuân Phúc đã lên báo nói về vấn đề y tế. Tại buổi tiếp xúc các cử tri, nhân sĩ, trí thức ở thành phố Hồ Chí Minh đề cập đến vấn đề của ngành y tế hiện nay, ông nói rằng ở tầm quốc gia, chính phủ phải tháo gỡ, nhưng chính quyền thành phố Hồ Chí Minh cũng cần đưa ra giải pháp cụ thể trước tình trạng bức xúc này. Ông Phúc đề nghị thành phố phải đảm bảo cung ứng dịch vụ y tế ổn định giá cả, khơi thông bất cập trong đấu thầu mua sắm thuốc, giải bài toán thiếu thuốc và các vật tư tiêu hao. Để giải quyết các vấn đề y tế hiện nay phải có giải pháp chiến lược, nhưng cũng cần những bước đi kịp thời để giải quyết các vấn đề đang găm sức khỏe của người dân. Trước tiên là ngăn chặn khủng hoảng hệ thống y tế thành phố bởi vì quá nhiều người bỏ việc. Phải có chương trình chung, dài hạn, ông nói, và cho rằng y tế đang bị xói mòn, khó khăn nên cần phải sớm giải bài toán thiếu thuốc, vật tư và tháo gỡ vướng mắc trong việc mua sắm để chăm sóc sức khỏe cho người dân. Trong tình thế ngành y tế bị ảnh hưởng nghiêm trọng liên quan đến vụ Việt Á, mà trong đó chính vợ ông dường như đang gây ra tai tiếng. Việc tỏ ra quan tâm y tế trong trường hợp hỗn loạn như thế này được xem là hình thức che đậy. Đây là hình ảnh bà Trần Thị Nguyệt Thu mặc áo màu tím, có thể là người mang đến rắc rối cho Nguyễn Xuân Phúc. Kể ra cách này cũng hiệu quả, bởi ông Nguyễn Xuân Phúc đang ở trong nhóm tứ trụ nên an toàn, sẽ không có chuyện ông bị truy tố như Nguyễn Thành Long hay Chu Ngọc Anh. Nên dù vợ ông có làm sai đi nữa thì những người ở tầng thấp hơn chịu tội thay, chứ không có chuyện vợ ông và ông phải chịu tội. Vậy nên ai không biết chuyện thâm cung bí sử về gia đình của Nguyễn Xuân Phúc thì vẫn có thể tin lời đồn nói của ông là thật lòng. Dường như luật bất thành văn của Đảng Cộng sản Việt Nam, khi đã có một chân trong tứ trụ thì không lo đổ bể, không lo tù tội, cùng lắm là trả giá bằng sự nghiệp chính trị, đến hết nhiệm kỳ rồi về hưu an toàn. Ông Nguyễn Xuân Phúc không cần phải hạ cánh mới an toàn, mà ông đang ở trong vùng an toàn. Nguyễn Phú Trọng, Phạm Minh Chính và Vương Đình Huệ cũng như vậy.